muốn học điện tử, các bạn hãy vào kênh xem những bài học trong danh sách rất là nhiều chủ đề các bạn có thể tham gia. Nếu có gì thắc mắc hoặc có muốn trao dồi kỹ thuật riêng, các bạn hãy điện thoại cho ta 912-666-0345. Hiện tại mình đang ở Hoa Kỳ. Đây là những hành động của những người thợ giỏi và hành động của những người thợ chuyên nghiệp để đạt đến thợ tay mơ và chuyên nghiệp chỉ cách nhau trong gang tấc. Nếu các bạn là người đam mê điện tử, trau dồi, học luyện, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Cộng với những người hướng dẫn, chỉ dẫn cho các bạn tận tình và không giấu nghề. Từ lâu các bạn đã ngán ngẩm việc bo mạch dán ở trên những con IC, những con MOSFET. Điều dán chúng ta lại gặp khó khăn và nản lòng. Nay gặp video này thì các bạn sẽ thấy hữu ích và trình độ của các bạn sẽ nâng cao. Và đây là một bước cơ bản. Các bạn không nên làm như vậy, bởi vì nhiệt độ sẽ tản đi. Các bạn hãy cho một tí nhựa thông vào trong phần dây dẫn. Sau đó các bạn đưa mỏ hàn và chì vào cùng một nơi. Lúc này nhiệt độ sẽ tăng gấp đôi và sẽ làm dính chặt những sợi dây lại với nhau. Nhớ hãy để nhựa thông hoặc là chất dẫn chảy, hay gọi là chất dẫn nhiệt. Nhựa thông sẽ làm dễ tan chì, dễ chảy chì. Có nhiều bạn lại hay với việc: thầy ơi, em không hàn dây đồng vào trong chì được, sao nó không dính, nó rớt ra. Và đây là video hướng dẫn cho các bạn. Muốn hàn cái gì đó thì các bạn phải xi chì, gọi là đưa chì vào nơi chỗ cần phải có chì và dùng nhựa thông.